ta yêu quý Quảng Bình quê ta ơi, một người như muốn gửi về tri thiên tâm lòng sắt son, hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà. Dòng sông dài khoan khoan hò vang với hàng dương khoan khoan hò vang, đời đời hát ca tên anh những người anh khoan khoan hò vang, còn nhớ chưa khoan khoan hò vang những ngày kháng chiến, đêm đêm ngóng chờ từng tin thắng trận bên Xuân Bồ. Ôi nhớ sao các mẹ kháng chi dành gạo nuôi ơi, chỉ dân quân cánh gác ven biển ơi, anh chiến sĩ hạt giống cánh mạng đã nảy mầm xanh tươi Quảng Bình quê ta ơi, giữ lấy đất trời của quê. Chúng ta cùng cầu chúc và hy vọng cho người dân Quảng Bình cùng sẽ sớm vượt qua được những mất mát của thiên tai và sớm được trở lại cuộc sống bình thường. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây thì Như Nguyệt xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với một nam diễn viên mà bất cứ lúc nào anh xuất hiện thì cũng luôn mang đến những tiếng cười cho tất cả khán giả và mọi người. Anh rất là quen thuộc với khán giả truyền hình qua những bộ phim nổi tiếng như là bộ Nhắc Đến Là Ai Không Ạ? Và anh là một trong những nghệ sĩ đã nhận lời tham gia chương trình đầu tiên khi nhận được thông báo này. Và xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón ra sân khấu nam diễn viên nghệ sĩ Hiểu Hiền. Và anh sẽ gửi đến tất cả khán giả của miền Trung thân yêu và khán giả của cố đô Huế với một ca khúc rất là tuyệt vời, bài hát Gánh Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hiểu Hiền xin chào quý vị, xin chào quê yêu thương. Cả đời mẹ đã tạo tận biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru đường đời. Sương gió mịt mù vì con hạnh phúc tràn từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, giờ khi mẹ mất muộn màng gánh ai cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng chuỗi ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân con lạc lối sớm mai với người. Mẹ già ta sắp xa cây,
nợ đâu lắm rồi, tội này gánh sao. Mẹ ơi, sống đi gian sao, con sao gánh em không đau một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đầu bạc bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sao người gánh chính là con. Nếu như trên thế gian này có ai cho tôi một điều ước, thì tôi sẽ ước cho thời gian được quay trở lại, để tôi có nhiều thời gian ở bên mẹ nhiều hơn. Và nếu như thời gian có quay trở lại, tôi ước rằng một ngày tôi sẽ dành trọn cả 20 tiếng để được ôm mẹ bên mình, và được chở mẹ đi đây đó, được ăn những món mà mẹ thích nhất. Cho con gánh mẹ một lần, mẹ đau non cả lòng mẹ, lời mẹ ru đường đời sương gió nức nở, vì con hạnh phúc tràn từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng căng, giờ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dặm chuồi ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân còn lạc lối sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sao biết ta sao, con sao gánh em không lâu một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đầu bạc bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sao người gánh thân cỏ lang lối sớm mai vai gầy. Mẹ già ta sắp xa cây, lỡ đau lắm không lâu một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bạc bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sao người gánh chính là con. Để sao người gánh chính là con của con đó mẹ. Cảm ơn rất nhiều. Miền Trung ơi, có thể nói lâu lắm rồi Hiếu Hiền với mẹ không có được về đây hát cho bà con xem nữa. Cứ mỗi lần về đây thì ký ức nó lại lùi về. Và vừa rồi cách đây khoảng chừng mấy tháng thôi thì Hiếu Hiền có về đây cùng với đoàn phim Kiều để thực hiện những cảnh quay ở tại làng cổ Phước Tích, rồi còn nhiều nơi khác. Bởi chắc quý vị cũng biết Huế vừa mộng mơ mà vừa đẹp nữa, cho nên đoàn phim nào cũng được mơ ước được đến vùng đất này để được có những cảnh quay đẹp nhất. Và đồng hành với Hiếu Hiền ngày hôm nay không chỉ riêng một mình Hiếu Hiền, mà còn có sự góp mặt của tất cả các cô chú các anh chị ca sĩ. Và xin được trân trọng giới thiệu ra sân khấu, xin mời Hoa hậu Mai Thu Huyền. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón diễn viên Hoa hậu Mai Thu Huyền của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, trên sân khấu của chúng ta lúc này là nghệ sĩ Hiếu Hiền cùng với diễn viên Mai Thu Huyền. Chị Thu Huyền lúc nào cũng đẹp, cũng xinh, cũng rạng rỡ. Vì vậy chúng ta dành cho chị một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng. Trước hết thì Mai Thu Huyền xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các vị lãnh đạo cũng như là quý khán giả ở thành phố Huế xinh đẹp. Và rất là cảm ơn anh Hiếu Hiền đã quá ưu ái cho em. Em xin đính chính là em chưa bao giờ được đội vương miện hoa hậu, nên em cũng không dám nhận mình là hoa hậu. Không em, đối với anh là em là hoa hậu rồi đó. Trong lòng anh thì em dám nhận. Cô xin lỗi cô khán giả và cháu nãy nha, tại vì bó hoa này Hiếu Hiền rất là trân trọng, nhưng mà thật ra thì bó hoa này sẽ xinh đẹp hơn nếu mà ở bên cạnh Mai Thu Huyền ạ. Được không ạ cô? Dạ, anh xin tặng lại cho em nha.
Vâng, xin được cảm ơn anh và xin được dành một câu hỏi cho anh Hiểu Hiên trước đi ạ. Ca khúc Gặng Mẹ dường như là những cái tâm sự, những tâm tư của anh, tình cảm của anh, khán giả có thể cảm nhận được điều đó, rất là xúc động ạ. Lần này đến với miền Trung, đến với Huế, trước có thể nói là những ngày tháng vô cùng đau thương và mất mát của người dân miền Trung như vậy, thì không biết cảm xúc của anh Hiểu Hiên trong cái thời điểm này, khi mà anh nhận lời tham gia chương trình này là như thế nào ạ? Kính thưa với quý vị là bản thân Hiểu Hiền được xem những hình ảnh rất thực tế trên mạng và trên TV, thì mình thấy hoàn cảnh của bà con ở tại miền Trung thì mình cầm lòng không nổi. Và có những chiến sĩ đã hy sinh. Thì trong suốt buổi sáng ngày hôm nay thì Hiểu Hiền đã cùng với một đội banh Runam Star United để đồng hành với bà con san sẻ. Và hồi sáng này thì Hiểu Hiền đã đi đến làng cổ Phước Tích nè, rồi đi làng Mỹ Xuyên, rồi nhiều lắm quý vị. Đi hồi sáng giờ đi mà giờ này Hiểu Hiền cảm thấy là hình như cái người bị thun lại ít nhất phải 2 tấc rồi đó. Dạ, nhưng không sao, miễn bà con vui là được rồi. Và ngày mai thì Hiểu Hiền lại đồng hành với đoàn làm phim Kiều, và đây là đạo diễn Mai Thu Huyền sẽ đến với bà con ở tại Huế nữa. Một lần nữa thì chắc lẽ là lại đến với những gương mặt thân quen. Tuy nhiên mỗi lần mà bà con mà nhận được món quà mà bà con chỉ cần cười thôi, mặc dù nụ cười đó không tươi lắm đâu, nhưng mà trong lòng mình cảm thấy vui lắm quý vị. Vâng, xin được cảm ơn tình cảm của anh Hiểu Hiền cùng với các nghệ sĩ. Xin được dành một câu hỏi cho chị Mai Thu Huyền ạ. Không biết chị có hay đến Huế hay không, và mỗi một lần đến với Huế thì cảm xúc của chị như thế nào, và trong những cái ngày này thì nó có gì khác biệt không ạ? Thưa quý vị, thực sự thì có thể nói là trong vòng 6 tháng qua thì Mai Thu Huyền đã trên dưới 10 lần đến Huế, bởi vì là Huyền đã có khoảng rất là nhiều lần đi khảo sát bối cảnh cho bộ phim điện ảnh Kiều năm nay thực hiện để nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du. Và chúng tôi, đoàn làm phim của chúng tôi, trong đó có anh Hiếu Hiền ạ, là đã quay 1 tháng ở tại Huế. Cho nên thực sự ngày hôm nay Mai Thu Huyền phải rất cảm ơn đạo diễn Phan Quý là người đã mời Mai Thu Huyền và anh Hiếu Hiền cũng như một số anh chị em nghệ sĩ trong ekip phim Kiều được may mắn, vinh dự được tham dự đêm nhạc miền Trung ơi. Bởi vì rõ ràng trong những ngày qua chúng ta nhìn thấy những mất mát, những đau thương của bà con miền Trung, và thực sự là chúng tôi còn thấy đau hơn rất là nhiều, bởi vì những địa điểm mà đoàn làm phim Kiều đi qua, quay được những cái bối cảnh đẹp tuyệt vời, thì đến bây giờ đều là những cái tỉnh mà đang chịu thiệt hại nặng nề nhất, đó chính là Huế, Quảng Bình và Quảng Trị. Cho nên thực sự là khi mà đọc tất cả những thông tin đó, xem những hình ảnh đó, mình không cảm xúc nó dâng trào lắm. Và chính vì vậy thì đoàn phim Kiều cũng đã kêu gọi mọi người ủng hộ để chúng tôi có được cái sự chung tay và mang đến đây để giúp cho các bà con. Và ngày mai thì ekip phim Kiều cũng sẽ có mặt ở làng cổ Phước Tích để ở huyện Phong Điền để trao tặng 400 phần quà cho các bà con. Sở dĩ tại sao chúng tôi chọn huyện Phong Điền là bởi vì đây cũng chính là bối cảnh mà chúng tôi đã quay rất là nhiều ở đây, đặc biệt là làng cổ Phước Tích và Bầu Lầy. Thì làng cổ Phước Tích trong cái bối cảnh đó là gần như là bà con dân làng là ra quay cùng với chúng tôi, cho nên thực sự là rất là xúc động và mong muốn một cái lời tri ân với Huế. Nhân đây thì Mai Thuyền cũng rất rất cảm ơn các anh chị lãnh đạo, các cơ quan ban ngành, Ủy ban Nhân dân, rồi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, hay Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, cũng như là các công ty, các doanh nghiệp đã giúp chúng tôi, bởi vì nếu như không có sự giúp đỡ hỗ trợ của những con người tuyệt vời như vậy tại Huế thì chắc chắn chúng tôi sẽ không thể thực hiện được một cái bộ phim điện ảnh ở giữa hai mùa dịch Covid. Cho nên cảm thấy chúng tôi thực sự rất là may mắn để có thể có được những cái hình ảnh đẹp nhất ở tại các tỉnh miền Trung trước khi mà bão lũ đã làm thiệt hại rất là nhiều của chúng ta. Cho nên thực sự là ngày hôm nay việc mà Huyền với anh Hiếu Hiền ở đây được may mắn tham dự chương trình này giống như một cái lời mà chúng tôi muốn tri ân đến tất cả những người miền Trung, đặc biệt là những người dân xứ Huế. Vâng, xin được cảm ơn tình cảm của đoàn làm phim Kiều nói chung và của chị Mai Thu Huyền cũng như của anh Hiểu Hiền nói riêng ạ. Và xin chúc cho hai anh chị sẽ luôn còn thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho tất cả khán giả. Và ngày hôm nay thì anh Hiểu Hiền đã dành tặng một món quà rồi, rất là đặc biệt, ca khúc Gặng Mẹ. Còn không biết chị Mai Thu Huyền, ngoài việc hiện diện ở đây để
có thể nói là cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng cái sắc đẹp, có thể nói là không tuổi của chị đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Thì không biết còn có món quà gì nữa không ạ? Huyền là diễn viên và bộ phim Kiều thì là bộ phim đạo diễn đầu tay của Huyền, cho nên là Huyền cũng không phải là ca sĩ, nhưng mà ngày hôm nay đến đây khi mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều mong muốn chung tay góp sức để có thể đóng góp một phần nào đó, cũng như là kêu gọi mọi người có thể ủng hộ cho các tỉnh miền Trung, thì Huyền cũng mạn phép xin được hát một bài. Không dám, chắc chắn là không thể hay bằng các ca sĩ nổi tiếng trong chương trình ngày hôm nay, nhưng mà cũng dũng cảm để thể hiện một bài hát về Huế, để cho thể hiện được cái tình yêu của Mai Thu Huyền dành cho Huế, đó chính là bài Mưa Trên Phố Huế ạ. Dạ. Xin một trang vừa tay thật lớn ạ. Dạ, hát hay lắm nhưng mà giả bộ đó quý vị. Xin chào quý vị nha. Dạ, hẹn gặp lại Huế sau những ngày sắp tới, và chúc cho tất cả quý vị sẽ luôn luôn mạnh khỏe cùng với gia đình, luôn luôn gặp nhiều may mắn, và hy vọng rằng cơn bão ngày mai nó sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thôi. Đó là trong lòng mình rất là mong muốn như vậy. Và bây giờ là nói cuối cùng thì xin được tạm biệt tất cả mọi người. Yêu lắm Huế ơi. Vâng, xin cảm ơn anh Hiểu Hiền rất nhiều ạ. Dạ, Mai Thu Huyền xin được mời mọi người thưởng thức bài hát Mưa Trên Phố Huế. Và nếu như mà có không hay thì mong mọi người lượng thứ ạ. Mà mưa sau vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông Hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài mắt lệ ngắn dài. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quên nhau dưới chân thiên mụ, anh còn nhớ không? Chờ
Xin được cảm ơn giọng hát của nghệ sĩ diễn viên Mai Thu Huyền với ca khúc Mưa Trên Phố Huế vừa gửi đến quý vị với những phút vừa qua. Ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được thông báo đến cùng toàn thể quý vị là chương trình Miền Trung ơi hiện nay cũng đang được phát trực tiếp trên page của Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và đang được đông đảo quý vị khán giả đón xem trực tuyến tại page của chương trình cũng như là qua các kênh đã chia sẻ cái lần phát sóng này của chúng tôi tại Facebook. Thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả lúc này đang theo dõi chương trình trực tiếp qua kênh fanpage của Hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Để chúng tôi cũng hy vọng khi quý vị đã dành thời gian để đón xem chương trình thì quý vị có thể thông qua chương trình có thể gửi đến thật sự nhiều thêm nữa những sự đóng góp, ủng hộ vì lúc này là lúc mà tất cả chúng tôi cần rất nhiều và rất nhiều những sự giúp đỡ từ tất cả quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khi đã đón xem chương trình tại Pay của Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Và thưa quý vị, với phần biểu diễn tiếp theo, chúng tôi xin được mời quý vị cùng lắng nghe một giọng hát từ một người con của xứ Huế. Anh sinh ra ở Huế. Sau này thì trong quá trình hoạt động nghệ thuật đã có một giai đoạn lập nghiệp tại Nha Trang. Để rồi sau đó, giọng hát của anh được đông đảo quý vị biết đến và dành nhiều tình cảm yêu mến tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội. Một người nam ca sĩ chuyên thể hiện những ca khúc thuộc về dòng nhạc trữ tình và quê hương. Ngày hôm nay góp mặt trong đêm nhạc Miền Trung ơi với mong muốn có thể được gửi gắm hình ảnh và tiếng hát của mình. Qua đó huy động nhiều thêm sự giúp đỡ từ quý vị đối với chương trình thiện nguyện Miền Trung ơi trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng chào đón lại sân khấu giọng hát của nam ca sĩ Lòng Nhật qua một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, nhạc phẩm Tỉnh Huế. Xin mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Sao chưa về thăm Huế người ơi? Áo tím ngày xưa, tím vần thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông Hương
còn thương vẫn nhớ câu hò, ai chờ ai một bóng con đò, chiều phai rưng rưng bờ vai. Tình vẫn đợi chờ qua bao mùa xuân vắng người xưa. Lối vắng chiều mưa, tóc thề nghiêng chiếc nón ai về. Đường chiều bơ vơ, thương tình ai em vẫn mong chờ. Cung đàn xưa gợi khúc tơ sầu, biết người xưa giờ nơi đâu. Đến bao giờ người về xây mộng đẹp? Đã bao mùa xuân hạ nhớ thu đông. Người xa quê lỡ hẹn chưa lần về. Đã bao mùa mai nở vẫn hoài mong. Mình còn xa nhau nên xuân về vẫn thấy nao nao. Tình đầu gợi trao như bài thơ chiếc nón hôm nào. Tình buồn ai ơi, cho dù đôi ta cách phương trời, nhưng tình quê em vẫn mong chờ, nhớ nhau tiếng lòng gợi trao. Thế sao chưa về thăm Huế người ơi? Áo tím ngày xưa, tím vần thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông Hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phai rưng rưng bờ vai. Tình vẫn đợi chờ qua bao mùa xuân vắng người xưa. Lối vắng chiều mưa, tóc thề nghiêng chiếc nón ai về. Đường chiều bơ vơ, thương tình ai em vẫn mong chờ. Cung đàn xưa gợi khúc tơ sầu, biết người xưa giờ nơi đâu. Đến bao giờ người về xây mộng đẹp? Đã bao mùa xuân hạ nhớ thu đông. Người xa quê lỡ hẹn chưa lần về. Đã bao mùa mai nở vẫn hoài mong. Mình còn xa nhau nên xuân về vẫn thấy nao nao. Tình đầu gợi trao như bài thơ chiếc nón hôm nào. Tình buồn ai ơi, cho dù đôi ta cách phương trời, nhưng tình quê em vẫn mong chờ, nhớ nhau tiếng lòng gợi trao. Tình buồn ai ơi, cho dù đôi ta cách phương trời, nhưng tình quê em vẫn mong chờ, Huế xưa vẫn đợi người mơ. Dạ, em cảm ơn nghệ sĩ Bảo Vy. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn rất nhiều. Em cảm ơn chị Bảo Vy nhiều lắm. Dạ thưa quý vị, nói chuyện với quý vị thưa luôn là đây là nghệ sĩ Bảo Vy, cô đào chánh của nhà hát cải lương sông Hương Huế mấy mươi năm về trước ạ. Em cảm ơn chị Vy. Dạ, ngày xưa là em là fan ruột của chị Bảo Vy. Bây giờ chị Vy thì lại thương tiếng hát của em.
Cảm ơn vũ đoàn Swing. Cảm ơn đạo diễn Phan Bình Quý đã có lời mời cho Long Nhật cùng tất cả những ngôi sao ca nhạc, những ngôi sao nghệ thuật hàng đầu của Việt Nam được về với Huế trong những ngày khó khăn, gian khổ này, mà chúng tôi tụ được tất cả các anh em về đây tổ chức được cái chương trình thiện nguyện ý nghĩa như thế này là một cái công lao rất lớn từ vị ban tổ chức, từ vị đạo diễn Phan Bình Quý và tất cả những tấm lòng vàng của tất cả quý vị. Là một người con của Huế, Long Nhật không biết nói gì hơn, chỉ biết nói là xin trân trọng mang ơn vì tất cả. Dạ, bây giờ em có ý kiến như riêng. Quý vị nghe Long Nhật đi mấy chục năm mà nói dòng Huế con Nguyễn không ạ? Dạ, vỗ tay chưa to. Tại vì thời lượng chương trình không có cho phép á. Bây giờ mà hạt Huế rồi, mà hạt Quảng Trì nữa thì phải hạt Quảng Bình, rồi hạt Quảng Nam thì phải hạt Đà Nẵng, rồi phải Quảng Ngãi, rồi phải hạt Hà Tĩnh, rồi Nghệ An. Nói chung cả cái giới đất miền Trung mà để em đứng đây em hạt. Bởi vì mỗi vùng miền là em được cô nghệ sĩ Nhân Dân Tư Hiền nói là em là người con của những vùng quê. Tỉnh nào em cũng có bài hạt cả, đặc biệt là cái khúc ruột miền Trung này. Thì thôi, thời lượng chương trình không có cho phép cho em hát chung một bài miền Trung luôn, được không ạ? Dạ. Một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Sương Long, Mưa Chiều Miền Trung. Kính mời quý vị cùng nghe. Bồi phù sa người miền Trung gian khó nhiều đời qua, từ khi ăn xa quê nhà từ đó em như mong người xa. Mùa đông mây lững lờ trôi, trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi, chờ ăn nay bao đông rồi chưa về bên đời. Sao rùa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già mà người đi biển biết phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người em ơi, quê hương man mác buồn chiều, miền Trung mưa tìm bên sông. Lòng đau như cắt bạn tình ơi,
mà đêm đêm vẫn còn thức, trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già mà người đi biển biết phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nước lên, đau lòng xa rồi người em. Ơi quê hương man mác buồn, chiều miền Trung mưa tím bên sông. Tình yêu chưa trọn thành đôi mà lòng đau như cắt bạn tình ơi. Dù cho anh nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Dù cho anh nay xa rồi, miền Trung thương hoài người ơi. Một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn hai ca khúc rất tuyệt vời của nam ca sĩ Long Nhật. Và Nhật Nguyệt rất là vinh dự khi mà đã nhiều lần được gặp anh và là nghe tiếng hát của anh, nhưng mà có chung một cảm xúc là cảm nhận được tình yêu của anh dành cho miền Trung và dành cho xứ Huế. Không biết đã bao lâu rồi anh mới quay lại Huế và cảm xúc của anh lúc này như thế nào ạ? Sự thiệt thì thưa quý vị là mặc dù là con trai nhưng mà Long Nhật rất là dễ khóc. Long Nhật rất là mịt ướt. Dạ. Yeah. Bình thường mà hạt mưa chiều miền Trung á, thì đã dễ khóc rồi, huống chi mà trong những cái ngày mà nó gian nan, nó quá khổ như thế này. Trở về Huế thì Long Nhật về nhà rất là nhiều lần, bởi vì cả gia đình vẫn còn ở đây. Mẹ thì mất rồi nhưng mà ba và tất cả các anh em ruột vẫn còn ở đây, nên Long Nhật thường xuyên về nhà. Trọng lịch trọng rô thì nhanh vòng vòng đi về nhà. Nhưng mà cái lần này trở lại quê hương thì trong lòng nó vừa nó xúc động mà nó thương cái kiểu gì đâu á. Hồi chiều Long Nhật về nhà, Long Nhật xuống máy bay mà sáng nay bay sớm quá, Long Nhật đói bụng. Long Nhật về nhà mà ăn không kịp, thưa quý vị, đói quá mà ăn không kịp. Long Nhật nói với ba là trời ơi, con mới đói chút xíu thôi mà con đã ăn không kịp như thế này rồi. Huống chi mà bà con mình ngâm trong nước cả mấy ngày, vừa đói vừa lạnh, tồi quá. Không phải là hôm nay Long Nhật mới tham gia trong chương trình thiện nguyện miền Trung ơi, mà rất rất nhiều các chương trình ở thành phố Hồ Chí Minh thương về miền Trung, nhớ về miền Trung. Vừa rồi Long Nhật đi Hà Nội, rồi ngày mai Long Nhật trở về Sài Gòn, rồi ngày 8 Long Nhật trở về Huế lại để cùng với diễn đàn doanh nghiệp, bảo diễn đàn doanh nghiệp của thủ đô Hà Nội sẽ đi cụ trợ hai huyện Quảng Điền và Phong Điền của Huế nữa, bằng cái sức lực nhỏ bé của mình, bằng cái tiếng hát và hình ảnh. Và Long Nhật có một điều là Long Nhật rất là tin là bà con của Huế, bà con của miền Trung rất là thương Long Nhật. Long Nhật cố gắng đi chừng được chừng mô thì Long Nhật đi được chừng nấy để đến với bà con của mình. Chỗ mô có loa thì hát, chỗ mô không có loa, không có nhạc thì vừa phát đồ vừa hát vo cho bà con nghe, để xoa dịu, để thổi một cái làn hơi ấm áp đến với bà con của mình. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và những cái việc làm của anh trong thời gian vừa qua thì rất đông đảo khán giả đã biết, tham gia rất là nhiều chương trình, cũng như anh đã đứng ra để kêu gọi ủng hộ. Điều đó rất là tuyệt vời và khán giả miền Trung cảm nhận được tình cảm của anh dành cho họ. Và một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Long Nhật rất nhiều, và xin chúc cho anh sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục quay trở lại với miền Trung, để gửi những lời ca tiếng hát của mình đến với những khán giả vẫn luôn yêu thích anh. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Quý vị sẽ vỗ tay to hơn nữa khi mà Long Nhật nói là Long Nhật là một ca sĩ xin tiền rất là giỏi. Long Nhật là một người nghệ sĩ xin tiền rất là giỏi. Tất cả các doanh nghiệp nè, các tổ chức nè, các tập thể, các cá nhân đang ngồi tại khán phòng của nhà văn hóa trung tâm tỉnh mà Long Nhật thường hay gọi là nhà hát lớn, và tất cả
những khán giả yêu thương khắp bốn phương đang theo dõi chương trình này trên sóng trực tiếp của tất cả các trang, diễn đàn doanh nghiệp và tất cả rất nhiều các trang nữa. Chúng ta nhanh nhanh chóng chóng cho tiền nhiều vô một chút nữa, chứ mai chưa thấy hơi ít quá anh ơi. Dạ, một lần nữa, có những kêu gọi bằng tiếng Hát và hình ảnh của mình, kêu gọi tất cả các doanh nghiệp, các cá nhân, các tập thể, chúng ta hãy góp thêm một lần nữa, thêm nhiều nữa, ít người nhiều, để sưởi ấm lại, để khắc phục lại, để nhanh nhanh mà tạo lại cuộc sống cho bà con mình bình an và trở lại cuộc sống. Một lần nữa, xin kính chúc chương trình thành công, rực rỡ. Vâng, và xin được thay mặt cho toàn thể khán giả của miền Trung thân yêu, xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến anh Long Nhật. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, khi chúng ta cùng nói lời chia tay với nam ca sĩ Long Nhật, thì chúng tôi xin được giới thiệu đến cùng quý vị một giọng hát mà có lẽ ngay lúc này Thái Thịnh sẽ không cần phải giới thiệu nhiều thêm nữa cùng quý vị. Một giọng ca nữ có thể nói là huyền thoại với tất cả quý vị ngay lúc này đang ngồi tại đây. Vâng, và còn rất nhiều bạn đã nói rằng dòng ca của chị là một thời thanh xuân mà mỗi lần chị cất tiếng hát lên thì một trời ký ức ùa về với những ca khúc như là Trống Vắng. Và mọi người có nhận ra luôn đây là nữ ca sĩ nào không ạ? Ca sĩ nào ạ? Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón ra sân khấu nữ ca sĩ Phương Thanh, xin mời ạ. Và ngay lúc này thì chị Phương Thanh sẽ chuyển đến quý vị hai nhạc phẩm. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe đầu tiên ca khúc Tiếng Dạo. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Phương Thanh xin chào, chào quý vị, xin cảm ơn quý vị thật là nhiều, xin cảm ơn. Nhạc phẩm đầu tiên được mang tên Tiếng Dạo của nhạc sĩ tiếng giao ngân ngác xanh xao khuất sau hàng phố cao cao, có phải chỉ tôi ra đi từ chốn quê nghèo, có phải mẹ anh bôn ba tận miền Trung xa xôi? Thôi về đi anh, về đi anh, ký túc xa giờ mong tay tụi nó đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi chỉ còn chúng ta nghẹn ngào chơi. Trái mê đậu phộng luôn đón anh chê, ai mua ai không mua, ai mua chỉ có đôi trẻ đi ơi có chưa không tèo ơi con tiếng giao ngơ ngác xanh xao
khuất sau hàng phố cao cao. Có phải mẹ tôi ra đi từ chốn quê nghèo? Có phải mẹ anh bốn ba tuổi chung xa xôi? Thôi về đi anh, về đi anh, ký túc xa giờ vắng thay. Từ nó đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi chỉ còn chúng ta nghẹn ngào chơi. Trái mẹ đâu phong lược đọt với chi, ai mua ai không mua, ai mua chỉ có lũ trẻ tiếng ơi có chưa không theo ơi có đâu. Chỉ tôi mong quê hương trên đôi vai gầy, những trái ơi sẽ những trái mẹ đậu không luôn đón ngay che. Ai mua ai không mua, ai mua chỉ có lũ trẻ ơi có chưa không theo ơi có đâu không, chỉ có những trẻ tí ơi có chưa không theo ơi có đâu lâu lắm rồi Phương Thanh hát lại Huế ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin bài hát tiếp theo cũng là một bài hát cách đây 25 năm. Giả Từ Dĩ Vãng ạ. Yeah. Chắc Phương Thanh xuống dưới cho gần chút xíu. Xin cảm ơn nhiều. Đơn nỗi đau coi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay. Tha phương xa trong cô hương, tiếng còi tàu sẽ tan cõi lòng xót xa khi mảnh đời về đâu đêm tối. Mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình, mơ xa xôi trong giấc mơ bóng người chợt đến tan nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa tiếc thời xuân đã trôi quá mau, hãy quên đi ngày xưa chợt vương tình giữa con dì vợ quay lưng còn vương chi kiếp tội tình.
giã từ, giã từ dẫu là chẳng còn chim bướm. Giã từ dĩ vãng qua đi mùa xuân đang ấm tình nồng. Giã từ dĩ vãng xa xôi lỡ gieo sầu vương mắt ai. Giã từ cho ta mong nhớ người mãi mãi thôi. Giã từ dĩ vãng xa quá trong mơ. Xin cảm ơn nhiều. Mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình bờ xa xôi trong giấc mơ bóng người chợt đến tan nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa tiếc thời xin đỡ trôi quá mau, hãy quên đi ngày xưa chợt vương tình giữa con phố. Dĩ vãng quay lưng còn vương chi kiếp tội tì. Giã từ dĩ vãng xa xôi đã ra rời xa quê nhà. Giã từ quên đi cay đắng, quên đi giọt nước mắt rơi. Giã từ dẫu là chẳng còn chim bướm. Giã dĩ vãng qua đi mùa xuân đang ấm tình nồng. Giã từ dĩ vãng xa xôi lỡ gieo sầu vương mắt ai. Giã từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi. Giã từ dĩ vãng xưa qua trong mơ. Dĩ vãng qua đi mùa xuân đang ấm tình nồng. Giã từ dĩ vãng xa xôi lỡ gieo sầu vương mắt ai. Giã từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi. Giã từ, giã từ dĩ vãng. Xin cảm ơn. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn tiếng hát của chị Phương Thanh. Xin cảm ơn. Vâng, bao nhiêu lâu rồi chị mới đến về Huế? Chị có thể gửi một lời chúc cho tất cả người dân miền Trung nói chung và các khán giả của cố đô Huế nói riêng trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Chắc cũng khá lâu rồi Phương Thanh không hát ở Huế, mà chính xác thời gian thì không nhớ được. Nhưng mà khi nào tới Huế cũng dịu dàng, nồng ấm và yêu thương. Đó là tình cảm Phương Thanh nhận được từ khán giả Huế rất là nhiều. Từ năm 97 tới giờ, 96, 97 tới giờ mấy chục năm. Lúc nào bước ra sân khấu cũng thấy như là ngôi nhà của mình, hát đầy tình cảm và thân thương. Nhất là trong chương trình tối hôm nay vì miền Trung thương yêu. Lại càng tình cảm hơn rất là nhiều và xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn tình cảm của chị Phương Thanh với tất cả người dân của miền Trung và với cố đô Huế. Kính thưa quý vị, và liên tục chương trình thì Như Nguyệt mời quý vị cùng đến với tiếng hát của một nam ca sĩ anh rất là được yêu thích, đặc biệt là ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khán giả của cả nước. Và xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón tiếng hát của nam ca sĩ
Vũ Hà. Xin mời ạ. Vũ Hà xin gửi đến quý ông, quý bà cùng các bạn trẻ lời chào trân trọng nhất ạ. Và bài hát đầu tiên là một ca khúc với tựa đề Người Hãy Quên Anh Đi của nhạc sĩ Khắc Hưng. Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi. Ngày nào chiếc hôn bao đêm xa xôi, giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi. Người yêu hỡi, giờ đây tình yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn dỗi bời, giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa, nếu em không còn gì để vương vấn. Người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi. Từng lời hứa hẹn thề có nhau trọn đời, ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghĩ ngợi, chỉ cần hai chúng ta mà thôi. Để giờ đây lòng đơn đau khi ai đổi thay, lời hứa xưa kia tan theo khói mây, mình ăn trốn đây một mình ôm bao đắng cay. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa, nếu em không còn gì để vương vấn. Người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi. Cha da đi da, cha đi da, đi da đi đi da. Cha da đi da, cha da đi da, cha đi da, đi da đi đi da. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa, nếu em không còn gì để vương vấn. Người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi. 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 Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo, mời quý vị nghe tiếp một ca khúc cũng remix lại, ca khúc được với tựa đề Em Ơi Ở Lại của nhạc sĩ Đạt Si. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ạ. Em ơi em ở lại
ở lại với anh đi em ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, một mình chơi vơi. Ngập lạnh nhưng anh đèn đường, hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về. Thật nhiều đớn đau, chẳng còn mạnh mẽ so tình yêu. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Tại vì thơ ngây, bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa em đưa chiếc ngô, đã làm trái tim anh có cầu vồng. Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan, em cũng rời đi khi em hết yêu. Vì sợ cô đơn nên anh mặc kệ đúng sai, mặc kệ em có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin em, anh đã rất đau, đừng làm mắt anh vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Em ơi em ở lại, ở lại với anh đi em ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Em đừng đi. Vì sợ cô đơn nên anh mặc kệ đúng sai, mặc kệ em có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin em, anh đã rất đau, đừng làm mắt anh vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Em ơi em ở lại với anh đi em ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đau số. Một người khóc một người đau, đau 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 hết. Và liên tục chương trình, mời quý vị nghe một bài hát rất quen thuộc, một bài hát mà bảo đảm tất quý ông quý bà ai cũng biết, một ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy với tựa đề Yêu Em Dài Lâu. Yeah.